con đi làm thì ông sẽ phải nói với nhân viên là omakase, tức là tin tưởng tuyệt đối vào anh ta và anh ta có quyền quyết định. Thì hôm nay chúng ta cũng đến với một cái nhà hàng mang phong cách như vậy ạ, thì chúng ta tin tưởng hoàn toàn vào cái ông đầu bếp chế biến. Chúng ta không gọi thêm, không hỏi, không cần phải nói gì, ông ấy sẽ nhìn chúng ta và đưa ra cái thức ăn ạ. Ăn tối xong rồi đặt Tokyo. Nên là cũng là một cái trải nghiệm cuối trước khi về Mỹ. Mình đã thử phong cách Omakase. Ăn mình tự đầu bếp mới nhìn mặt mình đó, cho mình ăn món gì mình không có được quyền đòi hỏi. Đầu bếp mình nổi tiếng ở Nhật, khi nào nó mới nhìn mặt mình đã cho mình ăn món gì mình ăn món đó, không được đòi hỏi. Ok. Phải nói nhỏ nhẹ, nếu nói lớn ở đây làm cái cho mình ăn cho xong. Nó nhìn mặt mình nó cho ăn cái ông, mình nó kêu món gì hết để chặt dẫn dặn nó ăn không lo rất tươi ngon. Thank you.
ăn món súp. Mới ăn xong món súp. Nấu ăn ăn uống. Không có một cái tàu nhỏ nhẹ. Không có làm rầm giống như mình. Lật áo với bác sĩ đó. Bác sĩ là cái áo luôn trắng lắm. Luôn trắng mòn rồi. Rồi chờ là mà nấu. Nấu từng món, từng món mình ăn nóng. Nóng tại chỗ luôn. Đêm làm như tờ. Nhắm nói lớn tiếng. Xong món thứ nhất rồi, giờ món thứ hai. Cá. Hai con cá. Món thứ hai, cây kia. Hai con cá. Thứ ba. Cá sấu. Cá sấu. Sesame lagi bang. Sesame. Cái này cái mắc tiền. Làm tại chỗ, tươi tại chỗ luôn. Béo lắm, cá con hết, đã chăm là ăn heo tì. Còn là cá. Nhỏ đang nướng cá nữa. Cũng là heo tì. Làm mắm hỏi tại chỗ để ăn. Nhỏ đang nướng xíu, còn phải cầm lại tầm. Nó dẻo 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 dẻo. Còn Nhật chính có cái này. Mắm hỏi à, đậu hũ. Còn nữa là mình ăn heo tiền ăn cá.
chút cũng giúp các bạn lo. Coi cho bóng. Hãy subscribe.
Yeah. VIP here. VIP quy định ở đây đó. Rồi, coi đầu bếp trình diễn. Bỏ cá trên, không đi một chén cơm. Không bỏ cá ăn trên. Cơm. Tám món, cũng là món thứ 8. Thank you. Thứ 8, ăn thêm cái này, bạn trong cơm cá, trên cái này. Mười món nhưng mà món chút thôi, nhưng mà ăn rất là healthy, rất là như là no, nó healthy là no, phải không? Làm vừa nóng cái mình nóng thì mình ăn xong rồi mình ăn khác, nóng hổi. Mười món á, phải ăn tới mười món cái này nó là 10 này. Nước súp này ngon lắm á, thấy ông làm một nồi rồng biển lấy gì nữa, đúng rồi đó, ông làm một nồi nó là mấy nước súp đó đang đồng thêm hả, làm ăn lắm hỏi vừa ăn thổi vừa ăn xong này quên khác đi, lắm hỏi vừa thổi vừa ăn. Món gì giờ là 11 món. Sau 10 món ăn thì có 2 món kinh nghiệm, thứ nhất là bánh chi. Okay. Nhà hàng tự nấu một món nào ra là lạnh món đó, ấm món đó, ăn xong mình lấy món khác. Nóng sốt. Hay ở chỗ là mình được ngồi quan sát đầu bếp nấu ăn. Đầu bếp xịn nhất. Đang nấu ăn nhất. Mà không hề có một cái mùi gì ở đó, không hề có khói. Ngồi cạnh đầu bếp còn chưa tới nửa thước, chưa tới nửa thước. Ok, tạm biệt Tokyo nhé, tạm biệt Tokyo nhé. Ở đây về khách sạn, ngồi xa, tận thiên đường, ngày mai đi bay về Mỹ. Họ đi ăn trước khi mình đi ra khỏi là Chip Cúc ra chào bàn mình luôn á, cho mình chụp hình chung với Chip Cúc luôn á. Ăn mau quá rồi, giờ vẫn bị về khách sạn sửa sạn vali với đồ này nọ này kia để ngày mai lên đường. Tạm biệt.
Tạm biệt Tokyo. Tạm biệt Tokyo. Tạm biệt mấy em. Tạm biệt mấy em. Tạm biệt mấy chị. Tạm biệt mấy ông mà tạm biệt mấy bà. Tạm biệt anh trai. Anh trai, anh trai. Rồi. Quả đất tròn. See you chừng nào gặp lại. Quả đất tròn. Nếu mà ở Hilton ừ, sao việc nhỏ mà quả đất tròn mà sao có gì chị đó sông gấm đôi tròn một vòng Việt Nam. Bây giờ mình đề nghị nếu mà ai mà hát là người ở dưới phải vỗ tay, nếu không hát là phải vỗ tay ủng hộ nha. Vỗ tay ủng hộ nha. Còn có một ngày một buổi tối mấy tiếng đồng hồ nữa thôi chắc đồng chí ơi. Chắc đồng chí ơi bạn yêu ai tao tí anh tí là đồng chí cô một bay Narita. Dạ. Narita. Narita. Có ăn sáng sẵn sàng không? Dạ. Mệt ghê. Để người ta nói với đàng hoàng khỏi. Hôm nay khi đến khách sạn ấy thì mình lấy tất cả hành lý xuống ạ. Dạ. Con thì sẽ còn đồng hành với nhà mình đến sáng mai, còn bác Tài thì hôm nay là xin chia tay cả nhà. Dạ, ngày mai bác nhận nhiệm vụ mới. Dạ. Chia tay bác Tài. Chia tay bác Tài. Nói. Xin ơi, sayonara. Sayonara. Cảm ơn bác Tài đã xe giỏi quá. Arigato gozaimashita. Cho chàng phía tay này, khen bác Tài cái coi. Dạ. Nói đi, nó khen bác Tài đã xe giỏi. Nó nói rồi. Sayonara đó. Dạ, con nói rồi. Rồi sau nữa con tiếp tục đi. Dạ. Thì cả nhà mình lấy xuống tất cả hành lý quên trên xe. Dạ, vì sáng mai bác Tài thì bác sẽ đi sớm, tối nay thì bác sẽ lại khách sạn, nhưng mà sáng mai thì bác đi sớm hơn nhà mình ạ. À, ngày mai nhà mình sẽ ở khách sạn và check out muộn. Khách sạn ngày mai chúng ta có thể trả phòng muộn hơn ạ. Dạ, thì đúng 11 giờ là chúng ta ra xe. Dạ, 11 giờ ra xe. Ở tại phòng 11 giờ ra xe, chúng ta sẽ đi xe của khách sạn, con sẽ đặt xe của khách sạn. Và từ khách sạn ra đến sân bay chỉ khoảng 10 phút. Từ khách sạn ra sân bay 10 phút. Lúc này có cô là nhờ con mua cái túi ấy. Thì cái túi đấy thì ở trong khách sạn không có, nhưng mà khách sạn sẽ bán cái thùng giấy ấy. Cô chủ nào muốn mua thêm kiềng hay là mua đồ nhiều thì có thể mua cái thùng giấy đấy. Và mua thêm cuốn băng keo để chúng ta dán bỏ đồ vào cũng được ạ. Trong khách sạn sẽ có một cái cửa hàng tiện lợi. Dạ, nằm ngay trong khách sạn tối nay cũng khá lớn ạ. Dạ, vì khách sạn nằm. Cảm ơn cô chú. Dạ, chúc cô chú mạnh khỏe và mong một ngày sẽ được gặp lại cô chú tại Đài Loan. Dạ. Đến tuổi cô chú thì bây giờ chắc chắn thứ quan trọng nhất là sức khỏe rồi, tiền bạc và mọi thứ nhiều gì nó không quan trọng. Quan trọng nhất là tiền lấy đi đâu chơi. Tiền là tiền mà còn mà. Rồi ngày mai mình sẽ bằng một giờ. Mình không còn đi chơi nữa đúng không? Dạ. Không, đi trong cái kim. Chân thành cảm ơn cả nhà. Dạ. Cảm ơn con. Cảm ơn cháu rất là nhiều. Cảm ơn con. Có ăn buổi sáng không? Dạ, trong khách sạn sẽ có ăn buổi sáng. Dạ, ăn buffet buổi sáng ạ. Dạ, như mọi ngày ạ. Dạ. Chúng mình sẽ đi ăn ngoài thì mình đi ăn ngoài thôi. Dạ, không phải đi ăn ngoài thôi ạ. Ra thì con thì con đi phải nói là rất nhiều đoàn và tất cả các đoàn thì con đều có mặt cả, nhưng mà con thì cái ngày đầu tiên gặp cô chú anh chị là cái giờ phút mà hân hoan nhất, và cái ngày cuối này là cái ngày mà con không muốn nhất. Dạ, tại vì dù gì thì nhiều khi mình ở nhà mình, ngay cả con cũng vậy, con cũng không có bạn bè nhiều, cô chú ở nhà nhiều khi con cháu cũng đi làm không có thời gian để mà gặp nhau nhiều. Nhưng rõ ràng là với những chuyến đi như thế này thì nó đã kết nối tất cả mọi người chưa từng gặp nhau bao giờ, nhưng mà tất cả chúng ta lại cùng một chuyến xe, sáng lại ăn sáng với nhau, ý ới nhau, gọi nhau từng viên thuốc, từng chai dầu, từng cái chia sẻ với nhau từ sáng cho đến tối. Mỗi một ngày như vậy ít nhất chúng ta cũng gặp nhau mười mấy tiếng đồng hồ. Cho nên là cái 6 ngày 7 ngày hay là với cái hành trình này cũng là hành trình dài nhất từ trước đến nay của công ty con làm. Đó là 14 ngày 13 đêm lận. Là chúng ta đã có vỏn vẹn 2 tuần bên nhau. Thì chắc chắn là đã có rất nhiều những cái khoảnh khắc
buồn có, vui có, nhưng mà với những gì mà chúng ta cảm nhận là nó chưa được vui, hoặc là có những lúc mà chúng ta bị mix up với nhau, thì thôi mình cứ tạm gửi lại ở Tokyo. Mình hãy mang về tất cả những niềm vui, những kỷ niệm đẹp và tất cả những hình ảnh đẹp nhất để mà khoe với bạn bè, với con cháu. Và đến một lúc nào đó mình mở ra, mình cũng sẽ nhếch miệng cười và nhớ lại những khoảnh khắc đó. Nhớ lúc Ngọc Châu rót nước súp để mời con chú uống trà. Hay là dạ không, có những cái rất vui mà đến giờ này con nhiều khi con nằm con vẫn tủm tỉm con cười. Và con lúc đó con cũng không hiểu tại sao con làm như vậy. Anh làm sao lúc đó uống trà mừng đó uống trà. Dạ hay là mix súp giữa Ngọc Châu và Thanh và cô bán kem. Đó, có những cái kỷ niệm mà mình sẽ lục lại được đúng không ạ? Cho nên đó là lý do tại sao mà cô chú yên tâm là đi bất cứ tour nào với con á, con cũng cố gắng để con chụp hết những cái khoảnh khắc, những cái hình ảnh đẹp cho tất cả cô chú. Vì nó không chỉ là mục đích là để quảng bá hay PR hình ảnh của công ty con đâu, mà đó là những cái kỷ niệm mà chắc chắn là rất khó để mà mình có thể tìm lại được ạ. Tại vì chuyến này, nhưng mà rồi làm sao mình tìm lại đúng cái ngày đó, cái giờ đó mà chúng ta ở dưới những cái gốc đào, chúng ta đi ăn với nhau, chúng ta ngồi với nhau thì rất là khó. Dạ, cho nên hy vọng rằng đó sẽ là những kỷ niệm đẹp. Và tất cả hình ảnh đó con sẽ post lên hết trên trang fanpage của công ty. Và con có thời gian con sẽ gửi thêm qua tin nhắn, qua điện thoại để đủ mọi cách để cô chú có thể có được những cái khoảnh khắc đẹp đó. Một lần nữa thì con cũng xin được thay mặt cho công ty Việt Celebrity Travel rất là cảm ơn các cô chú, các anh chị đã tin tưởng và ủng hộ công ty của con. Mặc dù là nhiều cô chú anh chị chưa từng biết con là ai, cũng chỉ nghe qua lời giới thiệu của bạn bè hoặc là xem một vài cái giới thiệu trên các đài truyền hình, nhưng mà đã tin tưởng và tìm đến công ty con, thì đó là một cái duyên, một cái hữu duyên rất là lớn để cho con có cơ hội được phục vụ tất cả quý vị. Rất mong tất cả các cô chú, các anh chị sẽ thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, bình an trong công việc và cuộc sống. Và nếu mà có điều kiện sức khỏe tốt, cô chú anh chị nếu mà có thấy cái tour nào phù hợp thì có thể đồng hành tiếp với con, hoặc nếu không cũng không sao cả, nếu có về Cali cứ gọi cho con, con luôn sẵn sàng và con rất là mong chờ được gặp cô chú, cũng như là nếu mà con có đi qua các tiểu bang mà con có thời gian, con vẫn sẽ đến thăm các cô chú các anh chị, bởi vì đó là một cái niềm hạnh phúc rất lớn. Mỗi tour con đều có thêm những cô chú, những tình cảm mà không bao giờ mà con có thể mà con quên được. Tại vì cái đó nó là những cái động lực, những cái hạnh phúc, những cái giây phút mà không bao giờ tìm thấy được trong cuộc sống. Và nhất là với một cái người mà như con, thì con là đơn thân độc mã ở Cali có một mình thôi. Cho nên những cái chuyến đi như thế này cô chú biết là con rất rất là hạnh phúc. Nhiều cô chú nói là sức ở đâu mà nó đi dữ như vậy. Con nghĩ là đó là niềm vui thôi. Chính những cái niềm vui, những cái giây phút như thế này, nó là những cái chất kích thích để con có thể con tiếp tục con đi nhiều hơn và gặp cô chú nhiều hơn. Dạ cảm ơn cô chú nhiều lắm ạ. Bữa nay cho bữa ăn rất là ngon, 12 món. Dạ. Ai nói giỏi đại diện nói cho khách sâm mờ. Khách sâm mờ kìa, vậy nói kìa. Nói đi, nghiêm không dấn rồi. Đi tới đi. Châu không dấn rồi. Vì nói cho châu nghe. Cái này là mình chia sẻ với nhau thôi chứ không phải là chia sẻ với con. Dạ. Đây, đây nói cho. Đây, chị nói kìa, sẵn sàng. Nói gì đây? Gì đó? Nói gì đây? Em biết nói gì đây? Hát bài ra đây. Dạ. Kim, mình tên Kim. Chắc mình anh chị đi hả cũng biết rồi. Thực sự thì mình đi du lịch nhiều và mỗi chuyến như vậy đó mình cũng có một vài người bạn. Nghĩa là sau đó thì mình lại đi chơi với họ, kết thân với họ, đó là những người bạn là chưa từng bao giờ mình biết. Quay mặt ra trước là quay nè. Trong một cái chuyến du lịch thì mình lại có mấy người bạn. Ví dụ như vừa rồi đi chuyến Dubai cho ha, cô cũng có mấy người bạn mà bây giờ cứ lần nào đi chơi cũng gọi, rủ nhau đi. Như là tháng 6 này mình đi Florida, rồi tháng 7 mình đi Las Vegas, rồi tháng 10 mình rủ nhau mình đi nữa. Thì cái chuyến này mình cũng có rất là nhiều người bạn nè. Bé Thảo nè, chị Ba nè, chị Tư nè, chị Cả nè, chị Năm nè, chị anh trai nè, anh Hưởng nè. Hy vọng mình sẽ có dịp mình gặp lại anh ha.
nha. Thì mình hú nhau, hú em mà nếu mà em có sức đó thì em đi, em có sức em đi, mà cái được kiểu em có tiền thì em đi, là em sẽ đi. Để nha, em rất vui nha, em rất vui khi gặp mấy anh chị ở đây. Mình giống như là bốn phương mình có duyên mình gặp, cho nếu không có duyên là không có gặp, đúng không Ngọc Châu ha? Cũng như mình có duyên mình gặp với Thanh. Thanh rất là dễ thương, rất là hiền. Không, đó cô nói thiệt, cô không có nịnh đâu nha. Nghe vậy đi theo đó hoài. Cô không phải là bắt hàng, cô phải là bà bắt hàng đó, mà cô nói thiệt là tận tận đáy lòng của cô. Vậy thì trưa đi mua bánh đồ đường cho Ngọc Châu, mình bắt mẹ nó dẫn đi. Mà Ngọc Châu á là biết không, là mình có mối đi du lịch đó, nhưng mà đây là lần thứ hai mình đã đi với Ngọc Châu. Và mình có giới thiệu một vài người bạn với Ngọc Châu, chị biết, cô biết, Ngọc Châu sẽ biết điều đó. Là mình nói rất là nhiều về những tour của Ngọc Châu, và Ngọc Châu đã có những người bạn, những người khách hàng mà phải từ mình, đúng không chị Nga và chị Thảo? Đây là hai người bạn mình cũng giới thiệu về Châu rất là nhiều. Ui, Ngọc Châu rất là good, Ngọc Châu service tốt lắm, đi bên Châu vui lắm. Tốt mà. À, vì vậy mà chị Nga xin phone của Ngọc Châu liền. À, đó là chị Kim đó nha. Ok, thì mình có vài lần như vậy thôi. Mình chỉ là em xin anh chị đừng có nói em sẵn sẻ, nói em già này kia mà sao không có yên tâm được nhoi nhoi được, nhưng mà em tại em vui thôi, em cũng vui thôi. Chứ thật sự em hiền lắm, em có gì hơn. Em là bé Kim mà. Em biết ước lắm, thử động tới coi. Em bé Kim mà. Ok, thank you Ngọc Châu. Dạ, cảm ơn cô. Rồi. Đây, 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 mình phải đi khẽ số mới đẹp. Đẹp. Bye bye, bye bye, bye bye. Đẹp quá đẹp. Ừ, ngày mai có đẹp. Ủa, Thanh, ngày mai mình đi đâu không Thanh? Đẹp, đẹp, đẹp. Thanh, đẹp, đẹp, đẹp. Mai đi đâu không con? Mẹ mình đi chung với khách ở bên khách sạn luôn con. Dạ. Đem xe thôi. Mai mình đi chung với khách sạn. Và nhớ năm tháng xóa mà thương nhớ, đêm nào trăng